Hello cả nhà. Mình đi ra ngoài vườn á thì cái thùng khoai lang này của mình á, mình thấy có một cái củ nó có một củ nó lú lên rồi nè. Thì mình sẽ thử mình đào nó nha cả nhà. Mình thử mình đào nó coi coi nó có khoai không. Ôi, có nè. Ồ có nè, có đây. Có một củ to ở đây luôn. Wow, to quá to quá. Đợi 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 tí nha. Được chưa? Nè, trong đây nè, nó phải ấy mấy cái này nè. Có củ rồi hả? Ừ, đây nè. Ủa, củ bự vậy? Ừ. Đào thử đây. Nhưng mà giờ nó dây nhợ nó gì. Để máy nó ra nè. Cái đọt này mình ăn được mà. Ồ, cái củ nó nhìn nó. Ủa, mình trồng bao lâu rồi nè? Không nhớ nữa. Cái củ mới thấy nữa ta. Anh nghĩ em lấy tay em bới luôn. Đây nè. Ôi ôi, sao củ này to dữ vậy? Giống củ sắn quá vậy? Không. Em thấy cái củ này nó lú lên nè. Xong rồi cái mình vậy ấy nè. Ôi trời ơi, con nó to nè. Rồi dựng lên đi. Ừ, dựng nó lên được rồi nè. Ủa, giống củ sắn á vậy? Củ sắn hả? Ui trời, nó to. Khoai lang. Củ khoai này nhìn ngộ quá cả nhà. Ôi, nó to quá trời to luôn á. Củ khoai nhìn ngộ ghê luôn á. Rồi, để coi coi. Hello. Hello con. Thì Tình đã coi củ khoai nhìn ngộ này Tình. Có một củ à. Có cái chỗ đó là nó. It looks funny, right? Yeah. Ôi ơi, con này anh ơi, con nè, con. Con lấy tay mò mò thôi đây. Có bao tay á, đeo vô đâu. Ở đây nè, thấy không? Đây nè. Sao mấy cái dây này bây giờ sao ta? Giật nó lên. Mình cắt nó xong rồi mình trồng nó xuống lại hả? Rồi vô mùa đông nó còn chết à. À, bây giờ mình nhổ nó lên hả? Nè, cái dây này nè, đó, cái củ nè. Ừ, giật cái củ lên. Ôi, vui ta. Đây, củ đây. Trồng lâu lắm rồi giờ mới được củ khoai lang. Củ khoai lang nó vui vui. Anh nghĩ cứ nắm cái gốc nó giật lên là có củ dưới. Cứ giật mấy cái dây này lên hả? À. Ok. Rồi lát nữa mình mót lại mấy cái đọt lan mình luộc mình ăn nha. Kéo không? Có kéo không? Quên lấy kéo rồi. Ờ, không được rồi. Nắm giật đại đi. Ờ, được rồi. Ok. Hình như nó cái củ nó nằm dưới mấy cái gốc to á. Ờ. Chứ mấy gốc nhỏ chắc không có đâu. Đây, cái gốc to ở đây nè. Em nghĩ mình giật nó lên hết đi rồi mình đào nó. Ừ. Cái dễ không? Rồi mấy cái dây mà mấy khúc mà có rễ á, mình chôn nó xuống lại. Cái cây nó chết rồi giật luôn. Cái này hả? Ừ. Hình như nó còn rồi không ta. Cái trên á. Ôi. Rồi. Giờ mình đào nha. Như đây nãy là cái gốc bự mà. Đó, đó, đụng trúng cái gì nè, củ nữa nè. Lấy tay giật lên. Thử. Ui, chú trời, nó to. Nó to hay nó bị già ta. Cái củ này nhìn mắc cười. Trời ơi, nó to. Đó, trời to luôn á. Ừ. Rồi để em đào nữa coi, vua. Hơi mệt nhé. Đây, ở đây cái chỗ cái rễ to nè. Ở đây chưa? Chưa tới đấy.
Dạ. Ui, không nguyên gốc rồi. Đâu? Yêu. Kìa. Ôi ôi, cái bà này bà ghê quá. Rồi, bà ra rồi. Là gì mất hồn dữ vậy? Sợ mất nghỉ lắm mà. Ok. Bố nhiều chuyện kìa. Ừ. Cảm ơn bố. Bố. Cảm ơn bố. Ừ, ôi giỏi quá. Ôi giỏi quá. Ôi giỏi quá. Ôi đứng bồi đợi đó. Đợi để cho có gì cho ăn. Cho bố ăn không? Ừ. Đó nè hả? Ở dưới đây là ngay cái rễ bự nè, để em coi coi. Rồi, xong chưa? Ở đây có nè. Mẹ thấy đây nè. Mẹ sợ lấy cái này mẹ đạp cái nó. Trời xíu quá. Coi. Ồ, oh, đây 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 đây, tính quay cái cũ này nè. Ôi trời ơi, nó bự. Ôi trời. Coi nè. There's a worm right there. Ừ. Hôm nay cái cũ nhỏ nè. Mấy cái cũ này mình luyện xuống là năm sau nó mập tí. Rồi anh hai, coi ở đây coi có không con. Ồ, mấy củ nhỏ này ăn ngon à nha. Thấy không? Quay nữa đi con. Quay nè. Ờ. Ở ngay chỗ này thì củ nhỏ nè. Trong mấy cái góc này nè. Để mẹ bới ra lại nữa nha. Bo, put on a happy face. Mr. Bo, put on a happy face. He did? Yeah. Uh-huh. Rồi bây giờ cái này á, mình lấy cái rễ nè. Cái khúc mà có rễ nè, thấy không? Ừ. Nè, khúc này nè. Đó, mình cứ chôn nó xuống. Nhà bữa một cái mới hả? Ừ. Đây. Nắng quá. Cái khúc này làm nó rất là già, là rất là ngon luôn nè. Đó, là mình cứ để xuống đất như vậy ha. Rồi mình lấp đất nó vô. Là hả, nó mọc tiếp cho mình. Rồi khoai lang nó dễ sống lắm. Rồi. Thấy không? À hả? Khúc rễ nè. Đó, mình cứ cứ để nó xuống vậy đó. Đào một cái đường đi. Rồi, để nó xuống. To kia chưa? Không biết mình rửa là mình để được lâu không ta, hay là để ngày mai mình ăn liền? Hay là nó già cha? Em nghĩ nó cũng già, hơi già rồi á. Rồi. Vô luộc ăn thử coi ngon. Ừ, để ngày mai mình luộc thử nha. Mình hái đường đọt, mớ đọt, rau lan nè. Lát vô đây mình rửa sơ thôi, lát vô mình rửa lại. Đây, củ nè. Củ nó giống như cái củ này nó mắc cười lắm, mình thấy cái này nó nhú lên nè. Xong cái mình ra mình đào thử nguyên củ to thù lù luôn. Ủa mà sao khoai lang này mình trồng khoai lang đỏ mà sao giờ nó trắng ngắt vậy ta? Hả? Chắc cái đất này nó khác. Cái đất này nó không được màu mỡ lắm. Một rễ luôn. Ừ. Nghĩ chắc còn ăn được chứ. Ừ. Nó tươi rối rối à. Nó đâu phải là nó già, thiệt là già đâu anh thấy không? Để coi, ba củ bự. À, mấy củ nhỏ. Khoai lang người ta trồng organic đàng hoàng. Organic mà nó bự. Đây, mấy củ nhỏ này chắc ngon nè. Ừ, organic đàng hoàng. Ủa mà sao nó bị... Ờ, chắc hồi nãy mình đào nó đó. À, chém nó đó. Thấy không? Em không thích đào cái kiểu đó. No, em lấy cái cây đào ấy, em lấy cái đầu nhọn á, em móc móc nó. Rồi, còn nãy cái, em lấy cái sẻng em sắn á, em sắn ừ. Rồi, được nhiêu đây nè.
Cũng vui vui. Rồi mình cũng đã trồng mớ lại rồi đó cả nhà. Đây, đây là một cái một ít những cái dây mà mình lựa cái loại dây già mà nó có rễ thôi, giống như hồi nãy mình cho cả nhà xem đó. Đó, mình trồng xuống lại nè cả nhà thấy không? Đó, và xin tưới nước nha. Hôm bữa giờ trời mát mát thì mình ít tưới nước lại khoảng 2 lần một tuần. Đây, đây là thành quả hôm nay. Rồi, không có được nhiều nhưng mà mình tự trồng, mình tự thu hoạch được thì cũng thấy vui vui ha cả nhà. Rồi mình video tới đây cũng hết nha cả nhà. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thích cho mình xin một like và đăng ký kênh cho ủng hộ gia đình mình nha cả nhà. Bây giờ xin chào tạm biệt. Bye bye.